nếu một ngày nào đó điện thoại di động sắp biến mất khỏi thế giới này bạn muốn gọi cho ai trước điện thoại của người đàn ông đột nhiên bắt đầu tan chảy lâu dần biến thành cát điều này cũng đúng với điện thoại di động của những người xung quanh bạn buồng điện thoại bên đường cũng bất ngờ phát nổ cửa hàng điện thoại di động bên cạnh đã ngay lập tức biến thành cửa hàng văn phòng phẩm điện thoại di động hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này tất cả bắt đầu với người hùng của chúng ta xiao chung xiao là một người đưa thư trên đường đưa thư anh ấy bất ngờ ngã xuống đất khi anh ấy đến bệnh viện bác sĩ nói với anh ấy chàng trai có điều gì đó trong đầu tôi khi còn trẻ thời gian không còn nhiều hãy làm những gì bạn muốn nghe vậy xiao chân không khóc hay phàn nàn tư tưởng tôi mới 28 tuổi ông già xấu tính này chắc đang cố lấy tiền cho tôi sau khi về đến nhà anh ấy đã bị choáng váng bởi những gì anh ấy nhìn thấy có một người khác trong gia đình giống hệt anh ấy cũng tuyên bố là một con quỷ ngày nay hình thành nhóm lừa tiền chuyên nghiệp đến vậy sao điểm khác biệt duy nhất giữa hai người là băng trên mặt xiao chân mà quỷ nói với xiao chân rằng anh ta ở đây để cứu anh ta hãy đánh đổi nó để lấy một trong những thứ quý giá nhất anh ấy có thể khiến xeo chân sống thêm một ngày nữa nhưng sự lựa chọn nằm ở ma quỷ khi đang nói chuyện điện thoại của xeo chân đổ chuông con quỷ giật mình đúng rồi đó là nó đó là nó điện thoại trở thành đối tượng đầu tiên được hoán đổi trước khi điện thoại biến mất ma quỷ yêu cầu xeo chân gọi cho người thân cận nhất nhưng hãy mở sổ địa chỉ lặp đi lặp lại nhưng không biết kêu ai ngày hôm sau khi thức dậy khỏi giường anh ấy vút ve con mèo cắt như thể bắt đầu lại xeo chân dọn dẹp tóc của mình sẵn sàng ra ngoài gặp một người phụ nữ đây là bạn gái cũ của cô ấy hãy gọi cô ấy là xeo mây nhớ lại vẻ đẹp của hai người họ hóa ra cả hai gặp nhau trong một cuộc điện thoại xem phim hành động tình cảm tại nhà đột nhiên điện thoại đổ chuông cuộc gọi thứ ba là từ xeo mây đã nói rằng anh ấy đã gọi nhầm tôi nghĩ đó là cố ý trên điện thoại xeo mây nghe thấy âm thanh của bộ phim m cả hai đã tìm thấy một chủ đề chung về vấn đề này củi khô đang cháy mặc dù vì một số lý do cuối cùng nó đã đi đến một cuộc chia tay nhưng cả hai vẫn là bạn tốt của nhau chắc chắn rồi chúng ta vẫn có thể là bạn sau khi chia tay tất cả đều có trên tivi màn hình trở lại mặt trước xeo chừng hỏi bạn gái cũ của mình nếu ngày mai điện thoại sẽ biến mất bạn muốn gọi cho ai trước xeo mây trả lời tại sao bạn không gây rắc rối với tôi nếu không có điện thoại di động chúng ta có thể quan hệ tình dục trước đó không bây giờ bạn không biết bạn đang ở đâu xeo chân nói với cô ấy về căn bệnh ung thư của cô ấy quay lại và về nhà ngồi trên xe buýt ác quỷ lại xuất hiện điện thoại trong tay xeo chân đột nhiên vẫn tan chảy biến thành cát có vẻ như con quỷ đã bắt đầu sử dụng một câu thần chú không chỉ vậy những kỷ niệm về bạn gái cũ cũng dần bị xóa nhòa anh vội vàng cảm nhận được nơi bạn gái cũ của mình làm việc tiếp tục và nắm lấy tay cô gái nhưng xeo mây hoàn toàn không biết anh ta vào lúc này cũng coi anh ta là kẻ hư hỏng lúc nửa đêm ngoài con quỷ nói với xeo ngay sau khi một thứ biến mất sau đó mọi thứ liên quan đến nó sẽ bị xóa nhân tiện tôi cũng nói với xeo trân tôi đã tìm thấy mục tiêu thứ hai của mình đó là sở thích duy nhất của xeo trân bộ phim hóa ra là xeo mây đã bị xóa người bạn duy nhất của xeo trân đã gặp vì bộ phim bạn là một người yêu thích phim anh ấy sẽ bỏ lỡ buổi ra mắt phim vì bệnh tiêu chảy xe nhà vệ sinh không được chuyển đến dạp hát không có nhiều thông tin liên lạc giữa cả hai tình bạn giữa các quý ông nhẹ như nước mỗi khi một người bạn giới thiệu video cho xeo trân đó là cách giao tiếp tốt nhất giữa cả hai nhân tiện hôm nay là cái này nếu bạn quên một ngày anh ấy chỉ nói tôi quên mang nó gặp gỡ và nói chuyện không quá năm từ những người không biết đều nghĩ rằng hai người bạn thân này có rào cản ngôn ngữ nhưng nó là như vậy hãy để cả hai xây dựng một tình bạn sâu sắc từ thời đại học cho đến nay nghĩ rằng thứ tiếp theo sẽ biến mất là bộ phim xeo trần vội vã đến cửa hàng video của một người bạn lần này anh ta phạm giới và chủ động đặt câu hỏi nếu chỉ còn một ngày để sống nên xem phim nào mà không hối hận bạn đã trả lời vậy thì tôi chắc chắn không thể chọn tôi có thể cảm thấy mệt mỏi ép trên đường đến vùng lựa chọn xeo chân kể cho bạn bè về số phận của mình ngày hôm nay nó đổi lấy sự biến mất của bộ phim bạn có thể không gặp tôi vào ngày mai xong bạn bè đang hốt hoảng lục lọi trên kệ một số cuộn băng đã bị rơi trên mặt đất nhưng cuối cùng tôi không thể chọn một bộ phim mà không hối tiếc xeo trần quay lại và đi đến dạp chiếu phim nơi bạn gái cũ của anh ấy làm việc mà quỷ theo sau giả sử đã đến lúc thể hiện sức mạnh thực sự của bạn thanh kiếm rộng của tôi đã đói và khát xeo chân quay lại có một dạp chiếu phim xung quanh dọn dẹp ung tùm anh ta lao vào cửa hàng video của một người bạn các đĩa tan chảy ngay lập tức và biến thành cắt lún và nó đã biến thành một hiệu sách chỉ trong nháy mắt với bộ phim đã biến mất một người bạn tốt cũng là một người xa lạ đối với anh ta anh ấy thở dài ngay lập tức chết hoặc chết tại sao lại lộn xộn với mớ hỗn độn này với cái kia ngay cả khi bạn là S trong tương lai không ai sẽ khóc cho chính họ thời gian đã đến ngày thứ ba đồng hồ trên đường phố lần lượt biến mất chiếc đồng hồ bỏ túi trên giường cũng biến mất trong tích tắc ngày càng có nhiều thứ biến mất trí nhớ của xeo trâm cũng đã bị xóa sau khi trở về nhà con quỷ đã chờ đợi rất lâu anh ấy liếm con mèo của xeo trâm đang suy nghĩ về mục tiêu tiếp theo con mèo nhảy ra khỏi con quỷ tôi nghĩ bạn nên tránh xa tôi vào ban đêm xeo ôm con mèo trên tay anh ấy không có gì để mất con mèo trên tay anh trở thành suy nghĩ duy nhất của anh thời gian quay ngược trở lại quá khứ một lần nữa mẹ ốm kitty dường như biết mọi thứ mẹ không muốn nhìn cô ấy khi cô ấy chạm vào tên của chú mèo con là giết cá khi tôi còn rất nhỏ Seo chân đã nhặt nó vì nó nằm trong một chiếc hộp nhỏ do đó có tên là rau diếp mẹ bị dị ứng với mèo nhưng vì tình yêu vẫn bị bỏ lại đồng hành cùng Seo chân trong suốt thời thơ ấu một bầu trời bố nói rằng bệnh của mẹ đã được chữa khỏi chỉ là vấn đề thời gian trước khi rời đi nhưng điều tôi không ngờ là mẹ tôi vẫn còn sống giả lách chết trước mẹ lật xem hình ảnh của nó mỗi ngày trong nỗi buồn sâu thẳm bố để mẹ đừng quá buồn tôi đã nhận nuôi lại một con mèo con một nó trông rất giống rau diếp Wana sự khác biệt duy nhất là Wana nó nằm trong thùng Bắc Cải, ai nhìn do đó có tên là Bắc Cải. Bắc Cải đồng hành cùng mẹ suốt cuộc đời, Bắc Cải được ví như một mô hình thu nhỏ của mẹ. Công ty Seo Trừng cho đến nay, đêm khuya, Seo Trừng thức dậy sau giấc ngủ, Bắc Cải dưới chân giường đã tàn, bên ngoài trời đang đổ mưa, Seo trần lao vào cơn mưa mà không do dự, gọi đi gọi lại tên của Bắc Cải. Tôi đã không khóc khi biết mình muốn ép, bạn gái và bạn bè không khóc khi bị xóa sạch ký ức. Nhưng lúc này anh ấy đang khóc như một đứa trẻ. Tôi đã tìm rất lâu mà không tìm thấy. Mưa tạnh, tại cửa, anh ấy nghe thấy tiếng mèo kêu meo meo, hóa ra Bắc Cải trốn trên hòm thư để tránh mưa cũng không bị ướt xeo trăng ôm chặt lấy nó tôi không quan tâm nếu nó có thể thở được không có gì đáng trân trọng hơn những gì đã mất tra cứu và thấy một lá thư trong hộp thư sau khi mở nó ra tôi thấy đó là thư tuyệt mệnh của mẹ tôi hóa ra lúc đó tôi không thể chịu nổi khi xem nó mẹ gửi thư cho bạn gái cũ bức thư nói rằng tôi hy vọng xeo chân vẫn còn sống và khỏe mạnh chăm sóc bắp cải khoảnh khắc của bạn là cuộc sống của anh ấy xeo trăng dường như đã hiểu mọi thứ anh chủ động đi tìm quỷ giữ, chấm dứt tất cả các hợp đồng cảm thấy điều đó thay vì vứt bỏ những ký ức quý giá nhất tốt hơn là được lên thiên đường với sắc đẹp khi tôi thức dậy mọi thứ trở lại bình thường lần đầu tiên anh ấy nói lời chia tay với bạn gái cũ sau đó đến cửa hàng video của một người bạn, bạn bè cũng đã tìm thấy bộ phim cuối cùng của cuộc đời. Đó là nó, với bác cải, đi gặp bố tôi mà tôi đã không gặp trong nhiều năm. Phim kết thúc tại đây, tại thời điểm này, một bộ phim văn học mới của Nhật Bản. Với sự ban phước của các hiệu ứng đặc biệt, những khoảnh khắc xúc động cũng được tiết lộ theo từng cảnh. Cuộc sống có thể ngắn ngủi nhưng những kỷ niệm thì tồn tại mãi mãi. Thay vì từ bỏ những kỷ niệm quý giá nhất để sống tiếp, tốt hơn hết hãy trân trọng hiện tại và sống trọn vẹn từng giây phút. Tôi là anh Duy, hẹn gặp lại lần sau.